hôm nay đáp sinh tồn phiên bản 1.14. Và hôm nay mình sẽ bắt đầu xây dựng điều không. Nhưng trước tiên mình sẽ cho bạn vài thứ nhắn. Đầu tiên là cái đèn lồng đó. Nó giống như đốt điện mà có thể đặt ở trên này. Khá là đẹp không? Ở đây nữa slot. Không có đặt được. Nhìn nó trang trí khá là đẹp không? Mình sẽ đặt ở trên. Chuyện của mình lấy thêm slot sẽ đặt ở đây một cái đấy không cần nước đi. Khá là đẹp luôn. Mình đang nấu đá này để làm một cái lò nung siêu tốc rồi. Có thích nó làm gì vậy? Nó chết mình tiếp rồi luôn. Đặt đây đi. Đây có một lò nung sắt không à? Nung sắt khá là nhanh luôn. Mình đang nấu thêm. Để cho hết hai cục đá mình sẽ làm cái lò này thành lò sắt đi. Đấy, bạn thấy nè, nó chạy rất là nhanh nè. Ok, giờ đợi cho nó nấu thôi. Mình sẽ đổ lên đây thành lợn khói. Thôi, lợn khói rồi. Mình để nấu thức ăn. Ok, tạm nhỏ nè. Nấu cái đó. Mình định sẽ xây một cái giường phong 2 tầng ở đây. Ok, đâu nữa. Chia làm hàng rào ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
Sao không? Thiếu một dao, không thích. Thank you.
Thế xin làm thêm. Nãy mình lót mà mình quên là nước có thể chảy xuống được. Không sao, cầm lại thôi. Chắc không cần cho mình hãy cái đó tại đây không có xong như vậy không. Nước lên, đừng cho quá đựng bông lên. Lấy nước, lấy nước lên. Thank you.
gió mình sẽ đi đến thôi. Đây có cây lắm, mình lót theo đi. Mình nghĩ là nên dùng slab thôi. Tại vì mình đá mình đi nó sẽ không bị hư đất. Gì có kỳ quá không ta? Không nghĩ mình sẽ sửa lại chút nữa. Ok, sau một hồi mình chỉnh sửa mình nữa. Quyết định mình sẽ xây dựng hình thức này. Đấy, để mấy cái hình nào bên đây thì chắc sẽ Thank you.
nhóm khác được không? Thì sức vốn nữa đó không để cho mình sao qua cái này sức ra thử làm một cái kiếm nha. Sẽ thử làm một cái kiếm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xa, để nơi phía cuối con đường. Không ngờ ngày mai ta có cần ta vượt qua dẫu cuộc đời này dần bao la, ngày mai sẽ tốt thôi mà. Bao mây mù răng sao như chân ta bước sạch qua lâu ngày. Nhìn thật xa, để nơi phía cuối con đường. Không sao, ước mơ đang xây đắp còn dang dở nên ta vẫn cứ đi vì tuổi trẻ còn đang thở. Tuổi trẻ đời người có bao nhiêu, chỉ có 20 năm lấy đâu ra mà nhiều. Vì cuộc đời ta sống chẳng đầy đủ và luôn thiếu, phải tự lập từ bé vì chẳng được ai nuông chiều. Ta đi để biết ta là ai trong cuộc đời, dù có thắng hay thua cũng chỉ là trong cuộc chơi. Có những bài hát nghe chỉ muốn thấy ta thuộc lời, để biết mình lớn rồi nên là bạn không thuộc thôi. Thiếu thuộc Hà Nội buồn đâu đang còn chẳng tan, trên ta vẫn cứ bước dù có mưa hay nắng hạt. Giữa trời đông giá rét hai đâu cũng có băng tan, và bất kể ngày đêm mình đứng lên hay chẳng tan. Sẽ ta lâu mà đi, nhìn thật xa, để nơi phía.